Lời khai của người đàn ông U70 đâm chết hàng xóm vì mâu thuẫn cá nhân. Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm Nguyễn Văn Đãi dùng dao tự chế đâm ông TTP ngã gục tại chỗ và tử vong sau đó. Chiều mùng 8 tháng 1, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Văn Đãi, sinh năm 1958, trú tại tổ 8, phường Kiến Hưng, Hà Đông, để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là ông TTP, 53 tuổi. Khoảng 21 giờ 15 phút ngày 7 tháng 1, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo có vụ ẩu đả gây hậu quả nghiêm trọng. Công an khẩn trương đến hiện trường, khống chế, bắt giữ đối tượng liên quan đến vụ việc là nghi phạm Nguyễn Văn Đãi. Bên cạnh đó, cơ quan công an đã cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng nên ông P đã tử vong. Lời khai ban đầu của nghi phạm Nguyễn Văn Đãi cùng tài liệu cơ quan công an thu thập cho thấy, khoảng gần 20 giờ 30 phút ngày 7 tháng 1, do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã dùng dao tự chế đâm hai nhát trúng vùng đùi, bụng, khiến ông TTP ngã gục tại chỗ. Tại hiện trường, công an thu giữ con dao tự chế dài khoảng 1,2 mét, trong đó phần dao khoảng 20cm, đầu nhọn, bản dao rộng 3-5cm, gắn ống tuyếp nước dài 1 mét.